Phụ nữ mà đẹp như vậy, nhìn hồ chết bà. Thiệt nhìn hồ bà biểu diễn mình ước gì, tại sao hồi xưa mình không phải là một phụ nữ, cái gì để được mặc cái đầm đó, được biểu diễn sung mãn như vậy, được không Giang? À không cần phải có cái body đó, bạn cũng có thể mặc được mà, bạn yên tâm đi. Không, bỏ đi theo một hình thức khác thôi.